Để tạo cảm giác lạ cho khách đến uống cà phê, một quán cà phê tại thành phố Nha Trang đã có một sáng tạo rất độc đáo như tất cả các bàn ghế. Đồ trang trí trong quán đều làm bằng phế liệu của các loại xe, từ xe máy đến ô tô rất lạ mắt. Đây là quán cà phê Lớp, nằm trên đường B4 khu Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, nơi luôn thu hút nhiều người dân khu đô thị mới này đến đây để vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn các vật dụng trang trí tại quán, đều làm từ phế liệu của các loại xe. Từ những chiếc bàn làm bằng các niềng xe máy, các lớp xe ô tô chồng chất lên nhau, đến các ghế ngồi làm bằng các vỏ lớp xe Attila, những gạt tàn thuốc làm bằng các Boston và nhông bánh xe, độc đáo hơn là các đồ vật trang trí bên trong quán, đều làm từ các phế liệu như đèn lồng, làm từ những dây xích treo dính vào lớp xe tải, các đồng hồ, vật treo tường cũng tương tự. Theo chủ quán này cho biết, ông muốn biến các phế liệu từ các loại xe trở thành vật hữu dụng, hữu ích, vừa đẹp vừa lạ mắt, cũng như muốn góp một phần nhỏ để hạn chế tác hại môi trường từ các phế liệu vứt đi. Sự sáng tạo trên của chủ quán hiện đang ngày càng thu hút thêm nhiều khách đến quán, và đây được coi là quán cà phê rất lạ mắt có tại Nha Trang.